Alo, xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh đây. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn kiếm tiền điện tử free. Dự án hôm nay sẽ là dự án iDrop chia sẻ cái đồng ORIX, chia sẻ 10.000 đô la cái token này nhé. Dự án này sẽ dành cho 2.000 slot cũng như là top 200, kết thúc vào ngày 3 tháng 7 nhé các bạn nhé. Các bạn sẽ làm ở trên bot. Chúng ta chat bot ở trên Telegram, vì thế cho nên là mọi người yêu cầu các bạn phải có một tài khoản Telegram nhé, cũng như là một số tài khoản mạng xã hội khác để chúng ta có thể vừa làm vừa cái gì đây hả, cái gì đây mọi người, trời ơi, tôi không biết cái gì luôn đấy. CE, cái này là QED vậy ơi, ZAMV cho nó cũng ấy thôi, trời ơi nó vừa phải thôi, làm gì mà khó nhau thế. Để chúng ta sẽ theo dõi một cái group này, verify cái gì nữa à má, cái bóng đèn, cái ngọn lửa, cái này được rồi đấy. Chúng ta sẽ là ấy nhá, theo xong rồi chúng ta phải làm để verify nhé mọi người nhé. Rồi quay lại thì chúng ta sẽ theo dõi Twitter, retweet lại pin post cũng như là dán vào profile link. Tiếp theo là chúng ta theo dõi một cái group ở trên Telegram này, chúng ta theo dõi Twitter này nữa, partner Twitter. Mọi người ấn vào cái nút này để ấn vào submit don. Ở đây thì là Twitter này, ok, chúng ta ấn follow nhé. Dưới chúng ta ấn like retweet này, mọi người vào profile, chúng ta sẽ copy lại link dán đây. Chúng ta theo dõi group rồi, chúng ta ấn don, cái này cũng don nốt nha. Đấy, cuối cùng là chúng ta dán ví. Rồi ở đây thì chúng ta ấn flow này, rất chuyên cho nó một cái bài này nhé. Rồi xong hết nhiệm vụ nhé. Đấy, ở đây thì chúng ta sẽ thấy một cái link giới thiệu bạn bè. Đấy, bạn nào mà chưa có tài khoản, chưa có đăng ký cái chương trình iDrop này thì các bạn đăng ký và tham gia ủng hộ mình nhé. Link mình sẽ để ở bên dưới video phần mô tả hoặc là phần hiển thị thêm mọi người nhé. Đây mọi người ấn vào đây. Đấy, ở dưới thì chúng ta sẽ thấy một cái link ở dưới này như thế này nhé. Đấy, các bạn ấn vào link, ấn vào đăng ký kênh cũng như là đăng ký Telegram ủng hộ mình nhé. Những cái thông báo về các dự án mới cũng như là những dự án cũ yêu cầu cần update cái gì thì mình sẽ update lên kênh của mình. Đấy, mọi người đăng ký và làm theo hướng dẫn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.